Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 6 xoay khoa vật lý lớp 12 trang 158. Để bài hỏi như sau, phát biểu nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng. Như vậy, cô và các bạn cùng quay trở lại với kiến thức về thuyết lượng tử ánh sáng. Nội dung của thuyết. Nội dung của thuyết đó như sau, có 4 nội dung chính tương ứng với các mục A, B, C, D. Nội dung thứ nhất, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. Các bạn đừng nhầm với proton nhá. Ý thứ hai, B nhỏ, với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số F, các photon đều giống nhau, mỗi một photon thì mang năng lượng bằng HF, chính xác. C, trong chân không photon bay với tốc độ ánh sáng C bằng 3 nhân 10 mũ 8 dọc theo các tia sáng. D, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon. Và photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động, không có trạng thái đứng yên. Từ nội dung thuyết này, cô và các bạn có thể tóm gọn lại và trả lời bài tập số 6 như sau. Thuyết lượng tử ánh sáng của cô có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất của chúng ta đó là tạo bởi các hạt gọi là photon. Ánh sáng tạo bởi các hạt gọi là photon. Nội dung thứ hai, với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số F, các photon giống nhau, mỗi photon mang năng lượng HF. Trong chân không photon bay với tốc độ C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên dây dọc theo các tia sáng. Nội dung cuối cùng của thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng hấp thụ và phát xạ một photon. Như vậy, bài tập số 6 đến đây là kết thúc.